Chào các bạn, trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một vấn đề đó chính là việc các cái gọi là các cái kênh marketing mà hiệu quả cho doanh nghiệp năm 2022 chúng ta nên triển khai. Đây đó là một cái câu hỏi được diễn ra thường xuyên và rất nhiều người từ người khởi nghiệp cho tới những người hiện tại đang làm kinh doanh chúng ta đều quan tâm đến vấn đề này. Thì tại sao đây là một vấn đề mà nó sẽ phải luôn luôn chúng ta bản tính đến? Tại vì nó có một điều như thế này. Anh chị cũng sẽ biết được là trong bất kỳ các hoạt động kinh doanh nào thì sẽ không bao giờ có những cái hoạt động mà nó sẽ có thể tồn tại được mãi mãi. Vì tới mỗi một chu kỳ nó sẽ phải đến một cái giai đoạn đi xuống và chúng ta cũng như vậy thôi. Chúng ta là người làm kinh doanh thì việc của chúng ta là phải chọn được điểm rơi cũng như là biết được là thời thế, thế thời để biết lúc nào là điểm dừng, lúc nào là lúc mà chúng ta cần phải triển khai tiếp. À, kênh số 1 đầu tiên, chúng ta sẽ phải đánh giá và phân tích là kênh YouTube nó sẽ là kênh số 1 anh chị nên triển khai năm 2022. hai tại sao nó là như vậy? Tại vì nó là một cái xu hướng chung rồi. Anh chị có thể thấy là hiện tại bây giờ chúng ta nhìn thấy quảng cáo của Facebook, Google, zalo một loạt các hình thức quảng cáo khác. Nhưng mà nếu mà một người nào làm chủ doanh nghiệp và chúng ta đứng trên vai trò phân tích chỉ số thì chúng ta sẽ thấy là khách hàng đến từ YouTube nó là một lượng khách hàng cực kỳ chất và rất hiệu quả. À, không có một kênh nào hiện tại bây giờ ở trên internet cho phép chúng ta có thể lưu trữ được thông tin và có thể đẩy được rất nhiều rất nhiều video lên như YouTube. À, điều đầu tiên là YouTube cho phép chúng ta lưu trữ lại được thông tin thậm chí có những đoạn video lên tới cả 20GB, 30GB và rất nhiều file à, Ở đây thì các bạn theo dõi các kênh của tôi cũng thấy là kênh từ năm 2015 đến bây giờ là đã trải qua gần 7 năm rồi và tôi có hàng ngàn video nằm trên này Và điều này thì sẽ giúp cho khách hàng có thể tham khảo đánh giá phân tích cho nên là ở đây chúng ta không thể bàn đến một cái kênh nào mà có thể hiệu quả hơn YouTube được vì hàng ngày chúng ta đều có thể tạo ra lưu trữ đánh giá phân tích và đưa lại những cái hình ảnh của mình lên YouTube là một kênh lưu trữ số 1. Điều số 2, tại sao lựa chọn YouTube? Đó chính là YouTube thì là một kênh tìm kiếm đứng thứ hai sau Google. Google thì là tìm kiếm số 1 rồi, bất kỳ ai cần gì thì sẽ lên trên Google tìm kiếm. Nhưng mà YouTube thì cũng sẽ là một kênh tìm kiếm số 2. Và đặc biệt nữa là gì? Là bây giờ người dùng là có một thói quen là thích xem hơn thích đọc. Họ lên trên YouTube, họ cũng sẽ tìm và có một điều đặc thù nữa là Google thì cũng sẽ đẩy cái kết quả của YouTube lên trên Google tìm kiếm. Cho nên đây nó cũng là một cái để chúng ta có được một lượng khách hàng tiềm năng. À, điều số 3 hay ho nữa là khi mà một người đang quan tâm tới một nội dung nào đó ở trên YouTube hoặc người ta có thể đọc một cái nội dung nào đó trên Google. Thì khi người ta lên trên YouTube sẽ được gợi ý cái nội dung tương tự. À đây là một điều rất hay cho nên YouTube nó là một kênh chắc chắn là chỉ nên làm và lúc này chúng ta cũng có thể nhìn thấy là gần đây là bắt đầu bọn tôi cũng tập trung lại triển khai lại. Tại vì nó bẵng đi một thời gian, thứ nhất là tôi cũng phải dành thời gian nhiều để đầu tư setup một số hệ thống kinh doanh mới. Hai năm vừa qua Covid nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động kinh doanh. Như vậy tôi vừa phải đóng các hoạt động kinh doanh không hiệu quả, vừa phải mở thêm các hoạt động kinh doanh mới để gia tăng thêm doanh thu. Và sau đó thì bắt đầu lại phải tiếp tục để giải quyết những cái hậu quả của Covid làm cho hoạt động kinh doanh phải đóng. Cho nên là YouTube nó sẽ vẫn là kênh số 1 và tôi nghĩ là mọi người nên làm. Tại vì là YouTube nó còn thêm một phần nữa là khách hàng có thể trải nghiệm và nói chuyện được với chúng ta. À, chưa có một kênh nào mà cái người chủ của doanh nghiệp lại có thể diễn giải và chia sẻ được nhiều như là YouTube. Nên tôi thì khuyến nghị anh chị. Năm 2022 rồi phải bỏ ra ít nhất hai thứ. Một là mua một cặp mic xịn để có thể thu âm, chất lượng giọng nó phải tốt. Cái thứ hai nữa là kiếm lấy được cả một chiếc máy tính để có thể tạo ra được nhiều video trên máy tính cho chất lượng tốt, tại vì điện thoại quay cũng được nhưng mà nó chậm. Chúng ta dùng máy tính tạo thật nhiều. Và như vậy mỗi ngày sản xuất ra 3 đến 5 clip thì như vậy dần dần chúng ta sẽ có một lượng khách rất là tốt và không ai có thể cạnh tranh chúng ta được. Kênh số 2. Mọi người nên duy trì. Thì song song với YouTube thì kênh số 2 chúng ta bắt đầu nên làm là bắt đầu làm TikTok rồi. TikTok thì nó sẽ là nơi chúng ta chia sẻ những clip ngắn nó khoảng tầm dưới 3 phút. Nó mang tính chất hài, mang tính chất giới thiệu sản phẩm. Và chưa có một kênh nào mà mang lại cái lượng người xem khủng khiếp như là TikTok. Anh chị có thể thấy là chỉ cần đăng clip hài lên đấy mà đúng trend thì có một lượng người xem khủng khiếp, có những clip mà tôi đã đo thử và tôi đã tạo ra một cái nick TikTok của mình. Ở đâu đấy nó chỉ có khoảng tầm 3 4 người bạn tôi biết thế mà khi đăng clip hài lên được uh, nó nằm trên cái xu hướng, nó có thể lên tới 500.000, 600.000 người xem trong một thời gian ngắn. Cho nên rõ ràng là gì? Doanh nghiệp cũng bắt đầu phải hướng tới việc là chúng ta lựa chọn TikTok làm kênh giới thiệu. Quảng cáo thì tôi chưa bàn. Ở đây chúng ta đương xác định những cái kênh mà doanh nghiệp có thể tự làm được hiệu quả trên chi phí bỏ ra thì như vậy TikTok là cái số 2. TikTok thì đối tượng khách hàng nó sẽ trẻ hơn. YouTube thì tôi nghĩ là ưu tiên số 1 Tại vì là khách hàng của chúng ta là những người có tuổi Và cái nữa đó là những người người ta thường xuyên tìm kiếm Còn TikTok thì đối tượng trẻ Và cái nữa là trên đấy người ta cũng ít search những phần thông tin Mà người ta bắt đầu lướt 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 qua người ta xem Cho nên là nó cũng là một phần hạn chế Nếu mà chúng ta không biết cách diễn hài Chúng ta không có khả năng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ Thì làm TikTok là hơi khó Nhưng YouTube thì có thể thể hiện chuyên gia được Ok à, Kênh số 3 Chúng ta bắt đầu quan tâm thì chắc chắn là vẫn vào Facebook rồi. Nếu mà bây giờ có ai nói là có một kênh nào mà có thể xoán ngôi được Facebook thì hơi khó. Facebook quảng cáo của nó quá tuyệt vời. Chúng ta dù gì đi nữa có thể chuyển sang dùng TikTok, có thể không dùng Facebook nhưng mà vẫn phải nhìn thấy cái quảng cáo của nó. Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy một vấn đề, Facebook vẫn phải giữ ngôi và vẫn phải chạy quảng cáo duy trì trên này. Và đặc biệt nữa là cái xu hướng ở phần này thì Facebook của chúng ta cũng bắt đầu chuyển dịch dần sang việc là anh chị cũng sẽ phải xây dựng ra clip để chia sẻ à, Quảng cáo ở trên Facebook thì chúng ta nhìn thấy bây giờ đa số này xuất hiện ở trong cái phần đó là phần words cộng với việc nữa là họ sẽ lướt xem cho nên là các cái clip chia sẻ trên Facebook nó cũng là một cái nội dung khá là tốt Bây giờ nhiều bạn trẻ thì họ cũng có thể làm từ việc là nội dung nằm trên Youtube, trên TikTok, trên Facebook nó cũng giống nhau. Họ gender các phần vai đấy và chia sẻ. Thì đây là ba kênh. Nó khá là hiệu quả và chúng ta có thể tự làm mà không tốn tiền. Kênh thứ tư đó là Google AdWords. Kênh này thì quá tuyệt vời. Nó sẽ có một cái lượng khách tiềm năng của chúng ta liên tục. Và không bao giờ mình phải lo đến việc là thiếu khách cả. Tại vì ở đây chúng ta nhìn thấy là Google thì uh, ai cũng sẽ phải lên trên Google tìm kiếm thôi. Và rõ ràng là nếu chúng ta chạy quảng cáo Google tốt thì chúng ta sẽ có một lượng khách hàng tiềm năng. Tôi thì chạy quảng cáo Google từ năm 2006 đến bây giờ là sắp đạt tới thời gian nó cũng khá là lâu rồi. Cũng phải mười mấy năm chạy quảng cáo rồi. Chuẩn bị 16 năm rồi. Nửa là khoảng tầm 1 phần 3 đời, đời người chạy quảng cáo cái này đến nơi rồi. Thì có thể thấy là Google Ads nó mang lại khách hàng tiềm năng tốt. Cho dù nhiều người có thể bảo là bỏ qua không lên trên Google nữa Nhưng mà chắc chắn chúng ta vẫn phải search Điều này không bao giờ tránh khỏi Và có một kết cục rõ ràng chúng ta phải hướng tới Đó chính là phải tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên này Và Google Ads thì đi kèm với nó là có quảng cáo YouTube Quảng cáo GDN hướng đối tượng Những cái thứ này nó mang lại hiệu quả rất tốt Doanh nghiệp nên làm và duy trì phần này Cái quảng cáo thứ năm Lúc này chúng ta có thể quan tâm đến nhiều thêm nữa Là chị có thể quan tâm đến Zalo Ads rồi Uh, zalo có một lượng khách hàng khá lớn ở việt nam và nếu mà tính ra cái lượng khách hàng sử dụng thì zalo bây giờ có thể nằm trong những ông lớn nhưng mà có một điều kém của nó, nó chính là hệ thống quảng cáo và cái hành vi của người dùng hành vi của người dùng ở trên facebook thì có thể là mọi người sẽ lên trên đó nói chuyện tương tác trao đổi và như vậy thì facebook có nắm được hành vi nhưng mà cái người dùng của zalo thì hay dùng theo dạng cục bộ và zalo bây giờ có thể bị coi đó chính là một công cụ để chuyển file Ví dụ như là công ty lập nhóm Zalo để chuyển file, à, lập à, rất nhiều người lập ra nhóm Zalo để có thể là gì ạ? Chỉ để gửi tin một chiều cho mọi người để nhận thông tin. Và như vậy thì dẫn đến một việc là ông Zalo là tiếp cận khách hàng hơi khó vì khách hàng ở trên đấy là họ không trải nghiệm, cho nên là không nhìn thấy quảng cáo. Thế là quảng cáo Zalo là hơi bị khó. Nhưng mà nói tóm lại thì cũng vẫn có thể chạy được. Đặc biệt là Zalo ra một cái là quảng cáo Zalo Form. Ai quan tâm về điền thông tin nó cũng là một cái loại quảng cáo hiệu quả để tiếp cận khách hàng tới chứ còn các cái hình thức quảng cáo ví dụ như tiếp cận bài viết hay là các cái hình thức tiếp cận video cũng không ăn thua tại vì là cái đối tượng ở đây nó hơi khó để tiếp cận nên không ăn thua ở phần này à, phần số 6 đó chính là phần sale sale bắt đầu quay uh, ngược trở lại đến thời kỳ này là bắt đầu chúng ta thấy là dần dần mọi người bắt đầu quan tâm nhiều đến sale thực ra thì nó thật là nghề gì nó cũng có chu kỳ ngày xưa thì bắt đầu là trước khi quảng cáo thì sẽ quan tâm đến sale sau này quảng cáo đè, watch sale rồi Thì lúc này là sale bị tụt xuống Nhưng đến khi quảng cáo bắt đầu đắt quá Và không có nhiều tiền nữa Mọi người lại bắt đầu quan tâm đến sale Cho nên là sắp tới là những ông nào Chuẩn bị làm nghề sale lại kiếm tiền lại Tại vì lúc này bắt đầu khách hàng sẽ quan tâm đến việc là Thôi bây giờ ít tiền Làm từ từ thôi, chạy những từ khóa phụ Cứ làm dần làm dần tích lũy Thế thì cũng có hiệu quả vì đặc nào Sale cũng vẫn có khách cơ mà Nên đấy nó là cái kênh số 6 Anh chị nên quan tâm đến phần này Cách số 7 về marketing năm 2022 nên làm là lúc này chúng ta sẽ phải nghĩ đến một việc đặc biệt đó chính là việc là sử dụng mà Zalo Group. Chưa bao giờ cái lượng người sử dụng nhiều nhóm Zalo nó lại tăng lớn như vậy. Tại vì lúc này là mỗi nhóm Zalo chúng ta cũng sẽ có một lượng thành viên Sau đó chúng ta có thể gửi tin nhắn đến thành viên đấy mà chúng ta không bị mất thêm tiền Nên Đây nó cũng là một điều hay nên rất nhiều người bắt đầu sử dụng việc là lôi kéo người vào Zalo Group à, Cái này thì song song với Zalo Group cũng có một đối trọng là anh chị có thể dùng Telegram Nhưng mà hiện tại bây giờ Telegram ở Việt Nam đang được dùng với một vai trò Đó chính là à, những người mà người ta chơi tiền điện tử Người ta sẽ dùng cái đấy nhiều hơn Hoặc là những uh, cô sugar daddy, sugar baby tìm daddy là họ hay lên trên đấy Thế nào nó bị biến tướng nhiều quá Zalo thì thông dụng hơn còn gọi lại là cứ nhìn thấy nó cài Telegram là bắt đầu phải phán đoán là bắt đầu có cái gì bí mật rồi. À, nếu mà trong tay chúng ta có tầm bốn chục với năm chục group mỗi group 5000 000 người là cũng khiếp đấy, không phải đơn giản đâu. Tại vì là cái này nếu phát triển được nhóm tốt, chia sẻ được, mang lại giá trị thì nó cũng là một cách để chúng ta có thể duy trì được khách hàng. Nhưng muốn làm được điều này thì lại phải phát triển được content thường xuyên nên nó cũng sẽ là một cái quá trình hơi mệt lúc này nhiều người có thể hỏi thế còn email marketing không thì tôi nghĩ là đây là một cái kênh nó hơi khó rồi tại vì là cái lượng người dùng bây giờ nó hơi hạn chế vì thậm chí ngay như chúng ta như thế thôi những người sử dụng internet thường xuyên làm việc kiếm tiền thì cái tần suất sử dụng email nó cũng giảm dần à, gửi file bây giờ có thể gửi qua zalo có thể gửi qua messenger sau đó thì gửi qua google dùng chữ file trên google doc chứ còn còn lại gửi mail là cũng hơi mệt chắc là chỉ trừ trường hợp là những người sẽ phải ký kết hợp đồng theo kiểu gì đó thì họ sẽ tương tác nhưng mà số lượng nó sẽ rẻ giảm đi rất là nhiều và trước kể nữa là vấn đề liên quan tới việc đó chính là việc nhà nước đưa ra rất nhiều các cái điều luật để chống việc spam nó cũng khá là nguy hiểm cái số 8 mà tôi rất thích đó chính là kênh liên quan đến điểm bán trực tiếp à, trước bao giờ thì chúng ta nhìn thấy là điểm bán trực tiếp nó trở nên ngon như bây giờ Đặc biệt là Covid, cứ ông nào có cửa hàng trực tiếp mà ở khu vực đấy là có một tẹp dân cư Thế thì cho dù là ông kia là chơi online thế nào đi nữa không thành thắng được Tại vì là vừa bị hạn chế quảng cáo này, từ việc hạn chế ship hàng này, từ việc khách hàng cũng ngại ngần trong quá trình đi mua Cho nên là bây giờ sớm muộn Nếu mà chúng ta muốn trường tồn được thì cứ phải mở điểm bán trực tiếp Mà tương lai thì nó sẽ trở thành là showroom 3D Rồi nhiều kiểu Nói chung là những cái thứ này nó là cái quá trình mà nó sẽ tạo dựng cho chúng ta hiệu quả Điểm bán trực tiếp Kênh thứ 9 chưa tiếp được Nếu mà chúng ta muốn phát triển marketing hiệu quả Đó chính là kênh bán hàng chúng ta phải xây dựng đại lý Cộng tác viên Ở đây thì mọi người có thể nghe phần này là chúng ta có thể nghĩ đến đa cấp Nhưng mà nó phải chuẩn là như vậy muốn bán được nhiều hàng thì cần phải có nhiều người bán cùng và có nhiều người bán cùng thì chúng ta mới giảm được chi phí quảng cáo tại vì mỗi một người người ta sẽ có một tệp khách hàng và người ta sẽ giúp mình bán được hàng cho nên là ông nào muốn marketing được thì phải xây dựng chương trình đại lý đại lý càng nhiều thì sẽ chiến thắng còn nếu không có đại lý nhiều thì sẽ hơi mệt tại vì phải tốn tiền để kéo mà chúng ta nhìn thấy là xu hướng là mọi người thích mua hàng gần cho họ đang sống mà bây giờ là bỏ lực lượng ra mà đi mở được các cửa hàng nhiều như thế giới di động hay điện máy xanh thì không chơi được vì vốn nó rất lớn và có một đội ngũ nhân sự khổng lồ. Cho nên là bây giờ hay nhất được đó là xây dựng các đại lý cộng tác viên để bán. Họ sinh sống ở đấy, nhà sẵn họ ở đấy, chúng ta triển khai được rất là tốt. Năm 2022 nếu bệnh dịch, bệnh, bệnh dịch mà nó sẽ bớt đi tôi sẽ triển khai thêm khá là nhiều cửa hàng. Cũng sẽ áp dụng mô hình này. Nghĩa là mình đã triển khai thành công và mình có công thức rồi. Mình sẽ triển khai cho mọi người tặng cho mọi người luôn phần đấy. Và nếu mà anh chị thích thì có thể inbox để tôi tặng cho anh chị một vài cái mô hình kinh doanh mà tôi có sẵn mà đã triển khai thành công khá là nhiều rồi và từ đó chúng ta sẽ có cách thức để đi. Ok. Như vậy là ngày hôm nay tôi đã chia sẻ với anh chị là các kênh marketing hiệu quả năm 2022 mà doanh nghiệp chúng ta nên sử dụng vì những kênh này nó sẽ giúp cho chúng ta có tỷ lệ chuyển đổi tốt trên chi phí marketing bỏ ra. Còn nếu mà anh chị muốn bàn đến vấn đề về thương hiệu nó có nhiều kênh nữa nhưng mà khả năng đo lường của nó khó. Còn những kênh này thì chi phí nó phù hợp vận hành được làm được và tỷ lệ thu lại rất là tốt ok rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi